Xin chào mọi người, tôi là Lợi. Sau khi nhận được 100 triệu thì tôi chạy về nói với nhà mà không ai tin hết trơn. Giờ vô gala, tin chưa? Còn đêm gala ngày hôm nay thì không có chuẩn bị gì nhiều hết trơn á. Mà nếu được 150 về cưới vợ luôn, hỏi vợ ra riêng. Trở lại với đêm gala thì thật sự là rất là hồi hộp mà có lo lắng nữa. Mình không biết là mình có làm cho không khí của trường quay sôi động được hay không. Mình thì cũng chuẩn bị khoảng 6 tiết mục thôi. Mình cố gắng là mỗi cái nó mang một cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà chủ yếu là cũng xoáy quanh những cái vị giám khảo dễ thương của chương trình. Mong là sẽ lấy được tiếng cười của hai cái đồng chí đó. Hai đồng chí đó cũng khó tính dữ lắm á. Nếu mà được hỏi thì cũng muốn tham gia vào nước gia tài bộ thứ tư hay không thì sẽ là thì nghĩ là sinh viên này thì Huy không có khả năng nhiều nên thôi mình chịu khó mình lên trên điện thờ của mình ngồi là đủ rồi. Trên cái điện thờ đó nó cũng sạch sẽ rồi, với lại nó cũng an toàn nữa. Mình vô đây mình thi không bẻ phải là kỳ lắm. Cảm ơn quý vị, chính là những khán giả đã trung thành với chương trình, đã theo dõi chương trình và ủng hộ chương trình, đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục làm những mùa tới hay hơn và hấp dẫn hơn chỉ để phục vụ quý vị. Đón xem tập 17 Thách thức danh hài phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2017 trên kênh HTV7.